Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hồng Vệ Binh, Phương Hằng, Tiền Pháo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hậu Sùng. Ca dao Nam Kỳ có câu vai mang bị bạc kẻ kẻ, nói bậy nói bạ chúng nghe rầm rầm. Quả không sai nhưng chưa đủ. Thời buổi xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại không chỉ nói bậy bạ mà còn tục tĩu dơ bẩn, vẫn có lắm người nghe và thậm chí được giới cầm quyền trọng dụng và tận dụng để lừa bị người dân và đàn áp những người thần cổ thế cổ. Phương Hằng lộ hình Hồng Vệ Binh. Sau những cuộc livestream phát hình trực tiếp đình đám bằng ngôn từ hạ cấp, nhiều người đã phong cho SEO Phương Hằng xú xanh chữ thánh chửi. Nhưng không ít fan hâm mộ tôn xưng chị Hằng là hiệp sĩ thế thiên hành đạo. Nghe mà thương cho từ hiệp sĩ đã bị hiếp dâm và bức tử. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam. Hiệp sĩ ở châu Âu là tước hiệu của giới quý tộc dành cho những người dũng cảm chiến đấu vì nhà vua, vì dân tộc. Với người Việt, hiệp sĩ hiểu nôm na là kiểu người hùng, kiến nghĩa, bất vi như Lục Vân Tiên. Tinh thần cốt lõi hiệp sĩ là phải trừ gian diệt bạo, bảo vệ người, thần cổ thế cổ. Ở đây, Nguyễn Phương Hằng, sau nỗi thất vọng vì cái tâm dục vọng cuồn cuộn, bất đạt sở kỷ ước nguyện, đã quay ngoắc vạch mặt lang băm Võ Hoàng Yên. Tiếp theo đó là vạch lá tìm sâu soi mói vào các quỹ từ thiện của các văn nghệ sĩ. Ngoài trường hợp của Hải Linh với số tiền 13 tỷ đồng, các trường hợp còn lại công an đã điều tra nhưng vẫn chưa có kết luận. Mặc dù vậy, như chúng ta đã tiên đoán trong bài viết livestream của Phương Hằng có lợi cho ai. Mới đây, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 93/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố và hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nghị định này quản lý chặt chẽ mọi hoạt động từ thiện, nhất phải báo cáo cho chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quản lý, tiền còn thừa thì phải nộp cho Mặt trận Tổ quốc. Và mấy cơn mưa bão vừa qua ở miền Trung, quả nhiên không thấy ai dám ho he đi làm từ thiện. Các livestream phát hình trực tiếp của Phương Hằng quả nhiên đã đánh ngay vào người nghèo, cứu nguy cho Mặt trận Tổ quốc, vốn lâu nay đã mất niềm tin của người dân, chỉ có thể móc túi dân bằng những quy định đóng góp bắt buộc. Thách thức của Nguyễn Phương Hằng đòi Tô Lâm nộp sao kê ra sao? Ngay tại hiện trạng xã hội hiện nay có rất nhiều điều cần hiệp sĩ Phương Hằng livestream đòi đương sự xuất trình sao kê. Ví dụ, thông tin Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ăn thịt bò rát vàng trong nhà hàng của Thánh Rắc Muối. Báo nước ngoài đăng ầm ầm, báo trong nước thì im tin thít, mà theo chữ nghĩa của Thánh Chửi là nín như nín. Đây là hình ảnh của ông Bộ trưởng Bộ Tô Lâm được ông thách Thánh Rắc Muối đút món bò ăn rát vàng nghìn đô tận miệng, được vài chục bài báo nước ngoài đưa tin liên tục. Nhưng báo chí trong nước không hề có một dòng tin hay bình luận nào. Vậy là trên 800 đài báo của nhà nước Việt Nam ăn tiền thuế của dân đã phải câm lặng. Mạng xã hội Facebook đã rộ lên vài tiếng đồng hồ bàn tán xôn xao vào chiều ngày 5 tháng 11, nhưng đến tối tất cả đều sủi tăm. Nếu Thánh Chửi Phương Hằng có gan hài đưa tên tuổi Tô Lâm buộc sao kê tiền thịt, tiền rượu, phí phục vụ bữa ăn, nghe nói đến cả nửa tỷ đồng, chất vấn Tô Lâm quyết đoán tuyển ăn nhậu ở đâu mà có, ai đã chi trả thì hay biết mấy. Chỉ cần một clip ngắn gọn dăm 3 phút về chuyện ấy, chắc chắn sẽ thu được tối thiểu tới 50 triệu Linh chia sẻ, xứng đáng phong bà làm bà hiệp sĩ, từ bò đỏ đến phản động bà què, ai cũng phải xá trị Phương Hằng làm sư tổ. Một chuyện khác cũng rất cần hiệp sĩ Phương Hằng hay livestream là chi phí què ngoài mũi. Số tiền chênh lệch, giá trong, giá ngoài, giá thật, giá ăn chia chắc chắn nhiều gấp ngàn lần số tiền 13 tỷ đồng lẻ của Hoài Linh. Hiệp sĩ Phương Hằng livestream đề này, đề tài này thì vô số Linh bùng nổ đến đứt các viễn thông luôn. Đó là những chuyện cần livestream phát hành trực tiếp để ngân sách bớt ngập lụt nợ nần, dân đỡ nghèo, đỡ chết oan. Chẳng cần phải lên xe xuống ngựa về đất Đức Hòa, Long An, bụi bặm đường xa, cũng chẳng cần phải có công an bảo vệ. Ngồi phóng máy lạnh livestream trực tiếp thoải mái và được nâng cao view, cả thế giới phải cúi đầu ngưỡng mộ. Và chuyện sờ sờ ra như vậy ai cũng biết, nhưng Phương Hằng không làm, hay chính xác là không dám hé môi. Phương Hằng nhặt nhằn hao hơn hơi tổn sức đi quy chụp, thách thức, cất công
cờ đèn, kèn trống, bầu đoàn tướng sĩ, dương oai, diễu võ tấn công một ông già 90 tuổi và 8 đứa con nít miệng còn hơi sữa. Nói năng còn ngọng nghịu. Livestream mở đường cho ban tuyên giáo. Câu hỏi ở đây là họ tội gì? Tội hát hay, diễn hay, làm clip đến hàng triệu người theo dõi và thích. Họ làm hại ai bây giờ? Làm hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Mất thời giờ xem livestream. Say mê mà sao không nhãng? Và cũng chẳng nói hoài đến lời của những thánh chửi không đọc báo đảng, không tiếp thu nghị quyết, không đăng ký tu theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu tố, lăng nhục người vô tội, bất chấp người già, trẻ em, lối cường quyền bất nhân ấy chỉ có thể là loại hồng vệ binh của Mao Trạch Đông. Quả thật vậy, trong cuộc chiến lần này, không rõ vô tình hay hữu ý, chuyến vi hành của nữ tướng hồng vệ binh được bày đàn YouTube kền kền bỏ đỏ, rầm rộ hưởng ứng tung hồ phụ họa. Đây là hình ảnh chuyến đi đến tịnh thất Bồng Lai của bà Nguyễn Phương Hằng kéo theo hàng ngàn người hiếu kỳ và các YouTuber đến quay phim đưa lên. Nhưng lời lẽ cáo buộc dơ bẩn của Phương Hằng được khuyến đạt tối đa gây ra cho xã hội mối hoài nghi và mọi điều lương thiện. Tình thương yêu trân trọng đã bị xem là lừa bịp, việc đứng tên làm cha mẹ các trẻ em mồ côi để né tránh các thủ tục nghiệt ngã của nhà cầm quyền về hộ tịch, về cho nhận nuôi con bị xem là bằng chứng loạn luân. Kích động sự tò mò tọc mạch của con người, kích động bản ngã, tự mãn, tự tôn, tự do bình phẩm đánh giá người khác để vuốt ve, che lấp thất bại, yếu kém của số đông. Phương Hằng đã thành công giúp Đảng Cộng sản Việt Nam lằng băng hoại giá trị đạo đức, lòng tin xã hội hơn đàn bò đỏ gấp vạn lần. Đã vậy lần này còn có cả chiến lược kết hợp tiền, pháo, hậu sùng. Chỉ một ngày sau cuộc tấn công thất bại của Phương Hằng, báo chí quốc doanh lại rộ lên thông tin cuộc họp báo của Bộ Nội vụ báo dẫn lời ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng tịnh thất Bồng Lai sau này đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ là cơ sở do bảo Cao Thị Cúc xây dựng. Bà Cúc ban đầu làm nhà riêng để ở, sau vận chuyển các tượng Phật, đồ thờ cúng vào để biến nơi này thành nơi sở thờ tự. Ông Trọng cho rằng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định tịnh thất Bồng Lai không phải là nơi hợp pháp. Cũng theo bài báo, mặc dù bà Cúc khẳng định chỉ thờ phượng Phật tại gia, không phải sinh hoạt tôn giáo, nhưng ông Trọng vẫn khẳng định vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Đây là sự cáo buộc hết sức khiên cưỡng và trái luật. Như bà Cúc đã nói, tịnh thất Bồng Lai là nơi tu tại gia, họ thờ Phật nhưng không xưng là Phật giáo Việt Nam, cũng không truyền đạo, phát triển tín đồ ngoài gia đình hay kêu gọi quyên góp cho hoạt động tôn giáo. Đó là điều bình thường mà mọi gia đình đều có thể làm. Tại sao phải được Hội Phật giáo Việt Nam công nhận hợp pháp? Đây là hình ảnh ở Nam Bộ có đạo biểu Sơn Kỳ Hương với khoảng 15.000 tín đồ ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre. Họ chủ trương thờ Phật và tu tại gia. Khán giả mến mộ tài năng chứ không phải do thương hại. Vừa qua một số thành viên trong tịnh thất Bồng Lai đã thành công trong các cuộc thi hát, game show của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc thi này được đánh giá bằng tài năng chứ không phải do lòng thương hại hay tín ngưỡng mà họ phải giả danh làm nhà sư hoặc trẻ mồ côi. Tài năng của họ không chỉ chinh phục được ban giám khảo và công chúng cuộc thi mà còn qua kênh người xem trên các YouTube toàn thế giới. Họ thực hiện nhiều clip ca nhạc và ghi lại các sinh hoạt, đời sống của thành viên trong gia đình và đưa lên YouTube, thu hút hàng triệu khán giả, được danh hiệu nút phím bạc vàng của Google, được khán giả mến mộ tặng quà. Đó là quà tặng của khán giả của người hâm mộ, hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo. Thậm chí khán giả góp tiền cho họ mua xe ô tô là để đưa các cháu bé đi học, đi chơi, quay clip, vân vân. Nó khác hẳn với những hành vi kích động mê tín trục lợi của Phật giáo quốc doanh như cúng vong giải hạn ở chùa Ba Vàng hoặc cúng hối lộ Phật để Bộ Y tế cấp phép cho vaccine Nanocovax. Đây là hình ảnh Sư Thích Nhật Từ tổ chức cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được lưu hành bị dư luận cho rằng phản khoa học. Điều kỳ lạ là từ cáo buộc vi phạm tôn giáo lại bới móc sang lĩnh vực xây dựng nhà đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã gửi Ban Tôn giáo Chính phủ cơ sở trên có một số sai phạm như các công trình xây dựng đều do cá nhân đứng tên và xây dựng trên đất ở nông thôn. Bà Cao Thị Cúc là chủ cơ sở trên đã sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cho phép. Với các cáo buộc loạn luân trong năm 2020 tạo dựng sự kiện có người nhiễm COVID vào đây, chính quyền đã cưỡng chế toàn bộ thành viên đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ADN và không phát hiện ra quan hệ huyết thống nào cả. Nhưng dựa vào các việc nữ thành viên trong gia đình này đứng tên khai sinh cho các bé, ban tôn giáo đã đưa ra thông tin lập lờ để củng cố lòng tin của các fan của Hương Hằng. Ông Trọng nói rằng, tại hộ của bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ được bà Cúc xác định sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. Do đó, Ủy ban Nhân dân xã chưa thống nhất để bà Cúc nhận con nuôi. Ủy ban Nhân dân xã huyện Đức Hòa đang tiếp tục làm việc với các phụ nữ có con ở trong cơ sở nói trên để làm rõ thêm về những nội dung liên quan. Đứng tên làm mẹ cho trẻ thì bị cáo buộc là loạn luân. Xin nhận con nuôi thì làm khó không cho phép. Ông cựu phó chủ tịch hội đồng Đoàn Duy Thành đã phải than làm người khó thế. Ông phó ban tôn giáo còn quan tâm cả đến vệ sinh thực phẩm trong gia đình của họ và cho biết việc chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng tại cơ sở trên thì bếp ăn chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đàn áp đến đơn vị nhỏ nhất đó là gia đình, điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện. Điều đáng lo ngại là sau hơn 2 năm đàn áp bằng đủ mọi cách, mọi lực lượng từ công an, côn đồ, báo chí, truyền hình, YouTube, lần này là cuộc tấn công tổng lực. Đây là hình ảnh 5 chú tiểu ở Tịnh Thất Bồng Lai thu hút khán giả bằng tài năng thực sự. Phương Hằng và bầy đàn YouTube rầm rộ mở đường dư luận, tiếp đó là chính quyền dùng quyền lực tấn công, e rằng gia đình bé nhỏ này khó có thể tồn tại trong xứ thiên đường. Các vụ việc đàn áp tôn giáo nằm ngoài quốc danh của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì nói như Nguyễn Trãi nói rằng trẻ hết chúc nước Nam cũng không ghi hết nổi. Giáo sứ Cồn Dầu Đà Nẵng, Thiền viện Bát Nhã Làng Mai ở Bảo Lộc, chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Thánh Thất Cao Đài An Ninh Tây cũng ở Đức Hòa, Long An đã bị xóa trắng. Hàng trăm tín đồ Hòa Hảo ở Phú Ân, Phú Tân, An Giang đã bị bắt giam. Đó là những tổ chức tôn giáo, hoạt động tôn giáo chính thức. Chính quyền có thể bao biện vì lý do chính trị, chủ úm, chủ dập để bảo vệ, đảm bảo quyền lực tuyệt đối cho chế độ độc tài. Ở đây chỉ có một hộ gia đình tu tại gia, không truyền đạo, họ nuôi dạy trẻ bị mồ côi, bị bỏ rơi, các cháu được sống trong thương yêu, phát triển, văn thể Mỹ nhưng đã bị bóp nghẹt bằng thủ đoạn tàn tệ của chính quyền. Chính quyền có cả hệ thống quyền lực, cả hệ thống chính trị mà phải mượn đến mồm mép thủ đoạn như bẩn của Hồng Vệ Binh Nguyễn Phương Hằng thì là quá tác tệ. Với những người đang hả hê với niềm vui, sự thoải mái, thần tượng Hương Phương Hằng với YouTube bò đỏ kền kền, hãy khơi dậy chút lương tri, thức tỉnh, quay đầu. Quy luật nhân quả là vĩnh cửu và không bỏ sót một ai. Những viên đá ném vào những người bất hạnh ở thiền am sẽ được tạo hóa ném trả lại cho bản thân và gia đình người tạo nghiệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021 với bản tin Hồng Vệ Binh, Phương Hằng, Tiền Pháo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hậu Sùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.